Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin hướng dẫn đến cho anh em lấy cái mã khóa smart key, mã key đi trên cái hộp SU của hãng Yamaha. Thì những anh em nào đang sử dụng cái máy chẩn đoán lỗi Motoscan 7 hoặc là Motoscan Tab nhà mình cung cấp thì anh em biết cách để anh em sử dụng. Còn những anh em nào đang chưa sử dụng hoặc là anh em đang chuẩn bị sử dụng thì anh em xem hết cái video của mình. Thì đây là mình có một cái hộp SCU của xe NVX ABS. Thì xe hiện tại nó đang bị mất cái FMB rồi. Bây giờ không có mất FMB và mất mã. Thì mất mã kia đi thì không có mã kia đi thì sẽ không làm được chìa mới vào. Thì sau đây thì tôi sẽ dùng Motoscan để tôi lấy được cái mã kia đi. Và sau đó tôi đã dùng Motoscan để tôi xác nhập cái chìa này, chìa mới vào anh em nhé. Thì đây là cái quy trình tôi cậy hộp ra thì tôi phải hàn dây. Tôi hàn dây theo cái mô hình Motodata mà khi các anh em mua máy thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng cái phần mềm Motodata này. Đây là cái sơ đồ hàn dây anh em nhé. Sơ đồ hàn dây thì tôi đã hàn sẵn vào rồi. Tôi đã hàn sẵn vào máy rồi. Và tôi đã kết nối vào máy rồi. Thì sau đây tôi sẽ cắm nguồn vào máy. Ok, máy đã lên nguồn. Thì cái máy Motoscan 7 này có hai nơi cắm nguồn anh em nhé. Hai nơi cắm jack, những cái jack mà cắm đằng sau này để anh em đọc lỗi này hoặc anh em sử dụng các chức năng đọc lỗi hoặc là kết nối với lại motobox. Còn riêng cái jack cắm ở trên đầu này để chuyên dùng cho khóa anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ kết nối vào với lại máy rồi. Bây giờ tôi sẽ vào phần là lập trình khóa, lập trình smart key này. Bấm chọn này. Xong rồi tôi sẽ vào phần Yamaha Smart Key anh em nhé. Cục CPU này của NVX. Của NVX nên là sẽ vào Yamaha Smart Key. Tôi bấm chọn. Xe này là xe NVX Fan ABS. Thì tôi sẽ vào NVX Fan ABS 3S anh em nhé. Tôi bấm phím chọn. Lập trình SU. Thì tôi sẽ vào phần lập trình để tôi kiểm tra. Bấm tiếp anh em nhé. Bấm Enter tiếp. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào cái phần là tôi kiểm tra. Đây có một cái phần là kiểm tra FMB và SU. Có nghĩa là như thế nào? Thì đây là một cái chìa mới này. Một chìa mới tôi vừa mua về. Và đây cái hộp SU thì tôi sẽ kiểm tra xem là hai cái chìa này và cái SU này xem là nó đã đạt được đăng ký với nhau chưa. Thì chắc chắn là sẽ chưa được đăng ký với nhau. Và sau khi tôi làm xong, tôi lại tiếp tục vào cái phần kiểm tra này để kiểm tra xem là cái FMB này và cái SU này đã được đồng bộ với nhau hay chưa. Thì bây giờ tôi sẽ quay ra. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra anh em nhé. Tôi bấm phím chọn này. Chức năng này để kiểm tra FMB được đăng ký kích hoạt với SU chưa. Đấy, hai thằng này đã được đăng ký hay chưa. Bấm tiếp. Rồi, yêu cầu là FMB là chuyển sang on và đèn chậm chuyển sang nhanh. Tôi kiểm tra xem là hiện tại nó đang ở nhanh hay ở chậm anh em nhé. Anh em chú ý nhìn cái màu đèn màu đỏ đang nháy nhanh hay nháy chậm này. Như vậy nó đang nháy nhanh. Nó đang nháy nhanh có nghĩa là nó đang on. Rồi là ok rồi. Bấm tiếp, chọn tiếp. Đang kiểm tra. Hoạt động. Như vậy là máy báo là không hoạt động. Có nghĩa là cái FMB này và cái SCU này không hoạt động với nhau. Thì tôi bấm en ok để xem nguyên nhân. Đấy, nguyên nhân là FMB là chưa được đăng ký này. Hoặc là FMB đã được hủy sử dụng này. Hoặc là lỗi bên trong SCU. Như vậy là cái trường hợp của tôi này nó sẽ dính vào trường hợp là FMB chưa được đăng ký. Có nghĩa hai thằng này là chưa được đăng ký, chưa được đồng bộ với nhau. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi sẽ đọc mã ra. Bây giờ tôi sẽ vào phần là đọc mã KID từ SU anh em nhé. Đọc mã KID từ SU. Tôi sẽ bấm đọc. Rồi. Chú ý này. Khi sử dụng chức năng này này. Là tất cả. Tắt tất cả khóa. Có nghĩa là cái khóa đừng. Cái khóa bên cạnh là anh em phải tắt hết đi. Bấm Enter tiếp. Sử dụng cái cáp cho tôi là cái cáp M sử dụng nối cáp Yamaha Smart Key cáp MTS06 thì đây chính là cái FMTS06 đây anh em nhé. Cáp của nó chuẩn rồi. Bấm Enter tiếp. Tuyệt đối không chạm tay này tín hiệu vào dây nguồn 12V. Có nghĩa là khi anh em đọc là anh em đừng có sờ vào mấy cái dây nguồn, nó mất kết nối nó sẽ nguy hiểm anh em nhé. Tiếp tục bấm chọn tiếp. Rồi. Kết nối Motocan với SCU theo cái tài liệu trên Motodata. Như vậy là tôi đã kết nối theo hàn dây trước
theo cái tài liệu trên Moto Data, và tôi đã hàn sẵn dây đây, đây rồi. Tôi đã hàn sẵn dây rồi. Tôi sẽ bấm tiếp tục. Không chạm tay vào đường dẫn điện khi đang đọc. Ok, khi anh em đọc anh em đừng có bấm. Như vậy là nó sẽ đang đọc. Rồi, ok. Như vậy là nó đã đọc cái mã là 541327. 541327. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi ghi cái mã này lại. Tôi sẽ ghi cái mã này lại. Và là tôi chụp ảnh lại anh em nhé. Một là ghi lại, hai là chụp ảnh lại. Chụp ảnh lại. Như vậy là cái mã của nó là 541327. 541327. Đây. Đây chính cái mã 541327 tôi để ở đây. Rồi, khi có được cái mã này thì bây giờ anh em sẽ tiến hành là ngắt kết nối và nhả mối hàn ra để tiếp theo là cái quy trình là đăng ký khóa anh em nhé. Anh em bây giờ thì tiến hành là nhả mối hàn. Vâng, sau khi tôi đã ngắt kết nối và tôi dùng mỏ hàn để tôi nhả hết các cái dây hàn trong bo mạch ra. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi dùng cái mã KID mà mình vừa đọc ở đây. Mã KID mình vừa đọc ở đây để tôi dùng cái mã này để mã bảo lãnh để nhập được cái chìa mới này vào trong cái SCU này. Anh em nhé. Thì để nhập được vào thì đầu tiên anh em cắm nguồn vào thì anh em sẽ vào tiếp tục với tôi là cái lập trình khóa smart key này. Bấm enter này. Rồi anh em vào xe Yamaha smart key. Rồi anh em sẽ vào phần tôi là xe này, xe NVX PNABS. Thì là bấm vào NVX PNABS. Rồi. Xong đây giờ tôi sẽ vào phần lập trình SU. Sử dụng cáp đấy thì anh em sử dụng đúng cáp đúng rồi. Rồi. Trong này thì bây giờ tôi lại tiếp tục tôi kiểm tra lại một lần nữa nhá. Tôi kiểm tra đồng bộ giữa cái FMOB này này. Tôi kiểm tra lại một nữa xem cái FMOB này và cái cục SU này đã đồng bộ với nhau hay chưa. Tôi kiểm tra lại một lần nữa để cho anh em thấy này. Tôi vào chức năng là kiểm tra FMOB và SU này. Bấm enter này. Đấy, bấm tiếp này. Đèn nháy sang màu xanh, nháy nhanh. Tôi kiểm tra xem cái FMOB của tôi đã nháy nhanh chưa. Như vậy nó là nháy nhanh đấy anh em ạ. Nháy nhanh là đúng rồi. Nháy chậm chuyển sang nháy nhanh là đúng rồi. Bấm enter tiếp. Đang kiểm tra anh em nhé. Có kết quả trong giây lát. Như vậy là không hoạt động. Là một FMOB là chưa đăng ký. Hai là FMOB đã bị hủy. Hoặc là lỗi bên trong SU. Thì cái của mình đây là chìa khóa mình vừa mua về. Nên là chắc chắn là nó sẽ chưa được đồng bộ. Nó chưa được đăng ký. Là mục số 1. Thì bây giờ anh em muốn thêm được cái chìa này vào thì anh em làm như sau. Đầu tiên anh em vào cho tôi là cái lập trình SU. Lập trình SU này. Bấm enter này. Bấm tiếp. Anh em đọc cũng được không đọc được. Anh em thì đọc càng điên thì tôi làm quen rồi không cần đọc đâu, anh em chưa làm quen anh em đọc. Tôi sẽ vào là đăng ký khóa FOB. Bấm enter này. Rồi. Tôi sẽ vào là mất tất cả khóa. Xem tôi đã mất hết tất cả rồi. Không còn cái khóa, không còn cái FMB nào nữa. Gọi là mất hết tất cả. Rồi. Bấm mất chỗ mất tất cả khóa. Bấm enter. Yêu cầu là chuẩn bị một cái KID và khóa mới. Thì KID thì tôi vừa dùng máy tôi đọc chép đây rồi. Gọi là KID đây rồi. Còn cái khóa mới thì tôi đã đây rồi. Đây là khóa mới. Thì tôi đã chuẩn bị yêu cầu là chuẩn bị hai thứ đều có cả. Tôi bấm enter tiếp. Bạn có bạn đã có kia đi chưa? Có rồi, đấy, tôi vừa đọc ra đây. Tôi đã có rồi. Tôi bấm là ok là người là có rồi. Rồi. Nhập mã kia đi. Bắt yêu cầu nhập mã kia đi thì tôi sẽ nhập cái mã này vào. Đó chính là 541327. 541 5 4 5 này. 4 này, 1 này, 3 này, 2 này, 7 này, 541327, 541327, ok rồi, chính xác số rồi, tôi sẽ bấm enter, ok tiếp, rồi, yêu cầu là FOB mới, on, đèn LED là chậm sang nhanh, thì tôi lại kiểm tra lần nữa xem được cái
ép của pin của tôi là sáng nháy nhanh chưa? Rồi, đang nháy nhanh đây nha mọi người, như vậy là ok. Tôi bấm ok tiếp. Rồi, nó sẽ đang làm việc, xin vui lòng chờ. Thì cứ để cho nó chờ thôi. Cứ để cho nó chờ. Để cho nó chờ thì cứ chờ vậy. Để đang làm việc anh em nhé. Chờ trong giây lát, như vậy là anh em không phải bấm. Đấy, bắt đầu đầu nhập đấy anh em ạ. Nó bắt đầu nhập đấy. Anh em cứ như thế này anh em chờ thôi. Khi nào nó báo thành công thì anh em ra anh em cắm vào xe là xài thôi. Anh em không phải làm thủ công. Tất cả là máy nó tự động nó sao chép vào cho anh em hết. Anh em chỉ bấm số thôi, không tự động nó làm. Máy rất chỉ là nhàn anh em nhé. Rất chỉ là nhàn mà rất chỉ là sướng anh em ạ. Đấy, nó làm xong hết, lấy giải số ở đây anh em ạ. Rất chỉ là nhàn, rất chỉ là sướng. Đấy anh em để ý cái FOB nháy luôn đỏ luôn này anh em này. Nháy một lần này. FOB nháy một lần, nháy lên led một lần này đấy. Và anh yêu cầu là bấm nhanh một lần. FOB bấm nhanh này. Bấm thôi. Liền nhanh nhanh. Như vậy là ok đấy anh em. Như vậy là đang làm việc. Để chờ cho nó làm việc. Rồi, đăng ký không thành công. Không thành công. Kết nối FMB mới, thao tác lại. À, không thành công. Như vậy là mình làm sai quy trình rồi. Tôi sẽ kiểm tra xem là thành công, đúng thành công hay chưa. Nếu mà mình làm sai thì ta lại làm lại. Không vấn đề gì. Thì kiểm tra xem nó là được đồng bộ với nhau chưa. Không hoạt động. Như vậy là tôi làm sai rồi. Nếu làm sai thì tôi sẽ làm lại. Không vấn đề gì. Tôi sẽ đăng ký khóa, làm lại đăng ký khóa này. Rồi, bất tất cả khóa này, enter này. Chuẩn bị KID và khóa mới này, có này. Có KID rồi này. Rồi, tôi lại nhập lại. Là 5 4 1 3 2 7 5 5 4 1 3 2 7 541327. Rồi như thế là ok rồi. Tôi lại làm lại. Đèn chuyển sang màu nhanh nhanh. Nhanh nhanh rồi. Này đang nhanh nhanh ok. FOB mới đã trong cái tình trạng là đèn nhanh nhanh. Tôi bấm enter tiếp. Bấm enter tiếp. Cứ để cho máy nó chờ anh em nhé. Nói chung là lâu lâu mình có bấm sai cái thao tác nào đó thì mình lại tiến hành mình bấm lại, không vấn đề gì. Nếu mà mình làm chuẩn thì nó làm một lần thôi, còn mình làm sai thì mình làm lại lần hai. Trong vòng trong giây lát, vài ba phút là xong. Nên anh em nhập lại anh em ạ, nó nhập lại anh em nhé. Nó đang nhập lại. Rồi, con số 7 là con số cuối cùng. Ok. Khi mà nó bảo nó, anh em bấm thì nó bấm. Rồi, FOB mới on. Bấm một lần, nhanh nhanh. Bấm phát. Rồi, tôi bấm rồi. Khi mà nó bảo nhanh nhanh, anh em bấm luôn. Tôi bấm ok. Để xem nó báo lần này thế nào anh em nhé. Xem có thành công hay không. Thì chắc chắn là thành công thôi. Mình làm sai một lần thôi. Sao sai mãi được. Rồi, đăng ký FOB mới thành công. Bấm ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào kiểm tra. Rồi, tôi sẽ vào cái chức năng là kiểm tra. Tôi kiểm tra xem là tôi đã đăng ký thành công, máy báo thành công rồi. Nhưng mà tôi sẽ kiểm tra xem là cái FOB này và cái SU này đã được đồng bộ với nhau hay chưa. Tôi vào cái chức năng là kiểm tra FOB và SU. Bấm Enter. Chức năng này đấy, bấm Enter đi. Nháy nhanh, chắc chắn là nháy nhanh rồi. Chỉ quá tôi đang bị chỉ nháy nhanh mà. Đấy, nháy nhanh. Bấm Enter tiếp. Rồi, như vậy là ok. À, FOB đã được đăng ký đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng PSU. Như vậy là xong. Đã thành công anh em nhé. Có nghĩa là nó báo là đã được đăng ký với nhau. Hai thằng này là thành một bộ. Bây giờ là cắm lên xe nổ máy thôi.
thì cái trường hợp này là trường hợp thợ người ta mang tới, nên là mình chưa có xe để thử, nhưng mà không cần, mình không cần thử. Như thế này là mình giao cho anh thợ được rồi, anh thợ mang về nhà lắp, nhà nhắm cắm lên xe là làm việc thôi, vì máy móc đã báo thành công như thế này, làm rất nhiều lần rồi anh em nhé. Đấy thì một cái thiết bị công nghệ, tất cả anh em làm được tất cả những hệ thống khóa sở bất kỳ, không kể hãng Honda, Yamaha hay là Suzuki, anh em làm được hết anh em nhé. Anh em cần mô tô xe căn 7 thì liên hệ với mình sẽ cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại, và mình hỗ trợ kỹ thuật cho anh em trọn đời luôn. Máy thì bảo hành 1 năm anh em nhé, bảo hành 1 năm, ship hàng về đến tận nhà, kiểm tra hàng mới thanh toán tiền, hỗ trợ kỹ thuật 1 năm và tặng 1 năm sử dụng phần mềm mô tô data trên máy tính và điện thoại anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em, theo công nghệ thiết bị thời thượng nó rất chi là xuống anh em nhé, rất chi là xuống, làm rất chi là dễ, ai cũng làm được anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.